Lan Rừng Chu Thảo xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay là phiên chiều tối ngày 3 tháng 6. Em xin chúc cả nhà mình có một buổi chiều tối thật là vui vẻ, hạnh phúc ạ. Hôm nay em sẽ giao lưu với cả nhà mình về những cái mặt hàng em có và vừa cập nhật về nhà em luôn này. Và trước khi cập nhật thì em sẽ giới thiệu lại, em là Chu Thảo, em chuyên hàng lan rừng ở trên Cao Bằng. Với Zalo, Facebook của em là Chu Thảo, theo số điện thoại là 0965 495 087 ạ. Với fanpage của em là Phong Lan Rừng Miền Bắc, với lượng follow là hơn 16.000 lượt follow rồi ạ. Đây chính là những cái mặt hàng em có và em sẽ giao lưu luôn này. Đầu tiên em đang quay đây chính là môi tua. Thì môi tua hoa màu vàng rất là xinh này. Đây ạ. Và cây của nó, hàng nhà em vừa mới về rất là tươi này. Và đang phát triển rất nhiều thân tơ đấy ạ. Nên là cô chú anh chị khi mà mua về thì cây cũng sẽ rất là khỏe. Đồng thời là vì nó là nhiều thân tơ như thế này thì khi mà mình mua về thì chúng ta sẽ phải chăm sóc nó thật là cẩn thận. Đó. Nói chung là khi mà mình trồng bất kể một cái loại gì đi chăng nữa thì đầu tiên khi mà chúng ta trồng, chúng ta xử lý xong rồi và chúng ta ghép thì chúng ta cũng để cho nó ở bóng râm và chúng ta sẽ tưới nước cho nó là 1 đến 2 lần trên một ngày này. Môi tua nhà em bán với giá là 200.000 trên một cân thôi ạ. Đó, hàng rất là tươi luôn này. Đó. Tiếp theo bên cạnh môi tua đây chính là hoàng thảo kim thoa. Hoàng thảo kim thoa thì nhà em bán với giá là 170.000 một cân. Đây ạ, cái thân của hoàng thảo kim thoa rất là giống với đùi gà và hoàng thảo xoắn này. Đó, thì em có thể quay cho cả nhà xem luôn này. Đó, hàng rất tươi này. Tiếp theo thì nhà em về hạc vĩ này. Hạc vĩ cả nhà có nhìn thấy không ạ? Hạc vĩ rất là tươi và đang mùa phát triển của rất nhiều thân tơ. Nhà em bán với giá là 300.000 một cân hạc vĩ. Đó. Và tiếp theo một cái mặt hàng rất là đẹp hoa này và rất là thơm nữa, đó chính là quế lan hương. Quế lan hương thì nhà em bán với giá là 650.000 một cân. Đây ạ. Quế lan hương lá xếp nhá cả nhà nhá, lá xếp ạ, rất là xinh. Và đằng sau quế lan hương và hạc vĩ đây chính là ngọc thạch ba màu, một cái loài lan rất là xinh. Đây ạ. Và cái lan này thì luôn luôn là bán chạy hàng, của nhà em là luôn luôn cháy hàng luôn này. Giá nhà em bán là 200.000 một cân thôi. Một cân thì chúng ta sẽ được một cái giò rất là đẹp luôn. Đây ạ. Hoàng thảo ngọc thạch đây. Hàng rất tươi này, em quay cho cả nhà xem tận tụy luôn này. Đây ạ. Rất nhiều dề nhá, rất là nhiều dề to này. Và đằng sau đây chính là ngọc chuỗi ngọc nhà em này, chuỗi ngọc nhà em đây ạ. Em quay cho cả nhà xem tận lúc luôn này. Đây ạ. Đó. Môi tua ngọc thạch nhà em bán với giá là 300.000 một cân ngọc thạch ạ. Hàng rất đẹp này. Và nếu mà cô chú anh chị nào nhầm chuỗi ngọc ạ, cô chú anh chị nào mà chưa có cho mình một giò chuỗi ngọc thì hãy sưu tầm cho mình một giò chuỗi ngọc đi ạ. Chuỗi ngọc hoa rất là xinh này, khi mà chúng ta trồng thì nó sẽ nở từng chùm rất đẹp. Và tiếp theo đây chính là giống của một cái loài hoa màu vàng, hay đó chính là kiều vàng đấy ạ. Hoa nở từng chùm rất là đẹp này. Đó, thì hàng cũng lần này về này rất là tươi và nhiều lá này, đây ạ. Rất là đẹp ạ, vừa vừa này. Đó, nhà em bán với giá là 200.000 một cân thôi ạ. Hàng rất đẹp luôn. Nói chung hôm nay hàng nhà em về hàng nào cũng đẹp luôn ạ. Và tiếp theo đây chính là phi điệp vàng của nhà em ạ. Phi điệp vàng nhà em giá là 150.000 không đổi và là một cái mặt hàng rất phổ thông của nhà em. Tuy nhiên rằng là dạo này do ở trên Cao Bằng nhà em mưa rất là nhiều nên là không có hàng để bán luôn ạ, cháy hàng luôn. Nên là bây giờ cô chú anh chị nào mà đặt mặt hàng phi điệp vàng rồi thì có thể là đặt lại với em để em gửi cho ngày mai luôn ạ. Và bên cạnh đây chính là bạch nhạn này. Bạch nhạn nhà em bán với giá là 200.000 một cân. Bạch nhạn có rất là cây, rất là nhiều cây đẹp này. Đó, giá lá xếp rất là xinh này. Đó. Một cân thì chúng ta trồng được khoảng 2 chậu thế này.
ghép được khoảng 2 giò sinh. Và bên đây chính là sóc Lào này. Đã. Sóc Lào nhà em bán là 150.000 một cân sóc Lào. Sóc Lào lần này thì to hơn lần trước này. Cái giò sinh và nó thẳng đứng thì khi mà chúng ta trồng thì chúng ta bất kể một cái loài giáng hương nào khi mà chúng ta trồng, mới bắt đầu trồng, tập chơi thì chúng ta nên trồng vào chậu nhé cả nhà nhé. Nên trồng vào chậu ạ. Đây sóc Lào nhà em bán là 150.000 một cân sóc Lào. Đây ạ, và tiếp theo đây chính là một cái mặt hàng cũng đang rất là hot này. Đây là mặt hàng là lá xếp nhá. Panda hương chanh lá xếp giờ sinh này. Đó. Giờ sinh ạ. Nhà em bán là 250.000 một cân panda hương chanh lá xếp nhá. Và đây chính là đùi gà nhà em ạ. Và đây chính là nhà em có về được 5 cân đùi gà tròn này. Đùi gà tròn nhà em bán là 250.000 một cân thôi. Đây ạ, và đùi gà tròn cũng đang mùa phát triển rất nhiều thân tơ đây. Đó, đang mùa phát triển rất nhiều thân tơ này. Khi mà chúng ta lấy về trồng, về ghép thì nó cũng sẽ rất là tốt này. Và đây ạ, đây chính là những cái miếng vảy rồng nhà em ạ. Đây còn có một bao tải nữa vừa mới về xong. Thì vảy rồng nhìn nó không được đẹp mắt lắm, nhưng mà hoa của nó thì rất đẹp đúng không ạ? Đó. Đây ạ, hàng rất nhiều dế rất là xanh tươi này. Đây ạ. Vảy rồng nhà em bán với giá là 150.000 một cân thôi. Cô chú anh chị nào mà chưa có những cái giò vảy rồng này thì hãy sưu tầm cho mình một giò đi ạ. Hoa màu vàng, họng màu vàng đậm rất xinh. Đó. Và đây ạ. Tiếp theo một cái mặt hàng rất là thơm mà khi mà nở hoa thì rất là thơm. Đó chính là giáng hương tam bảo sắc. Một cái loài giáng hương duy nhất có 3 màu, đó chính là màu vàng, màu tím và màu trắng. Và hoa của nó nở thì rất là thơm này. Và nhà em bán với giá là 250.000 một cân thôi ạ. Một cân thì chúng ta sẽ được một giò rất là xinh rồi. Đây ạ. Và bên góc này chính là địa lan hồng hoàng. Một cái dòng địa lan trồng rất là dễ mà cũng rất là xinh hoa này. Đây ạ. Địa lan hồng hoàng nhà em bán với giá là 200.000 một cân này. Đây là toàn bộ những cái mặt hàng em có ngày chiều ngày hôm mùng 3 tháng 6. Đây ạ. Cô chú anh chị nào khi mà giao lưu hoặc là muốn sưu tầm cho mình những cái cây lan hoặc là những cái giò lan đẹp khỏe thì hãy liên hệ với em nhé. Và nếu mà cô chú anh chị mà chưa biết đến những cái mặt hoa thì có thể inbox Zalo của em hoặc là Facebook của em theo số điện thoại là 0965495087. Em sẽ gửi hình những cái mặt hoa cho cả nhà xem ạ. Và đây ạ, đây chính là những cái hình ảnh mà em quay trực tiếp cho cả nhà xem luôn, nên là cả nhà yên tâm rằng là hàng em quay như nào thì em sẽ gửi cho cả nhà mình như vậy ạ. Đó. Và hôm nay là một buổi tối, chiều tối của chủ nhật ạ. Em xin chúc lại một lần nữa cả nhà mình có một buổi tối nghỉ thật là vui vẻ, hạnh phúc này. Những cái mặt hàng em có thì hầu như là đều dễ thuần cả. Không phải là hầu như mà tất cả đều dễ thuần ạ. Nhà em là làm vườn nên là nhà em sẽ những cái mặt hàng nào nhà em trồng được thì em sẽ bán. Nên là yên tâm cả nhà rằng là sẽ không khó trồng đâu ạ. Và bây giờ trước khi kết thúc video thì em sẽ cho cả nhà mình tham quan cái vườn lan nhà em nhé. Em xin chia sẻ niềm vui với cả nhà mình là về cái cây cáo trắng của nhà em. Thật sự là rất là nhiều giò của nhà em, nhưng mà duy nhất chỉ có mỗi một cái giò này là nó cho em một cái niềm may mắn, đó chính là nở bông trắng này. Đó chính là có một cái niềm may mắn và rất là hạnh phúc đối với nhà em, đó chính là nhà em đã có một cái giò cáo màu trắng rất là xinh này. Đây ạ, một cây ạ. Và một cây này thì rất là đẹp ạ. Cả nhà có nhìn thấy không ạ? Em thật sự là cả nhà cả trong vườn rất nhiều, nhưng mà chỉ có đúng duy nhất là một cây này nở cho mình cáo trắng thôi ạ. Và đây chính là bông hoa của phi điệp tím nhà em này, rất xinh đúng không ạ? Thật là tuyệt vời này. Và trong cái khu vườn này, bên trên này là nhà em trồng phi điệp tím. Và trầm tím nhà em đã sưu tầm được. Và em khoe với cả nhà đây là có một cái giò cáo của em này. Giò cáo nó đang nở và nó sắp tàn rồi đấy ạ. Giò cáo đang nở và sắp tàn rồi. Vì là trên Cao Bằng em trời mưa nên là khi nó gặp mưa thì nó rất là nhanh tàn đấy ạ. Nên là cô chú anh chị khi mà giáng hương mà nở ấy thì cả nhà có thể cho vào trong nhà để chúng ta thưởng thức hoa được lâu hơn ạ.
Bởi vì hoa mà gặp mưa thì nó là dễ bị nè, nhanh tàn này. Bên cạnh giò đây chính là dáng hương tam bảo sắc của nhà em. Và đây chính là vườn của nhà em đây. Ở bên trên nữa rất là nhiều tầng ạ. Đây ạ, nhà có nhìn thấy là rất nhiều tầng luôn. Đây ạ. Và đây là toàn bộ những cái cáo của nhà em này. Đây cũng có một bông cáo này, nhưng mà cáo nó là màu tím trắng cơ. Đây ạ, rất nhiều luôn ạ. Nên là em mới nói là nhà em thật là sự là một cái điều rất là mía may mắn khi mà nở có một cái cây nó nở cho mình một cây cáo trắng như vậy. Đây ạ, đây là những cái cây cáo xếp mà nhà em sưu tầm được và cũng đang mùa nở hoa rất là nhiều rồi. Ở trên là những cái loài dáng hương khác này, và một số có rất là nhiều loại nữa. Và trong vườn nhà em thì rất là nhiều, phải không ạ? Cô chú anh chị có thể nhìn thấy là rất là nhiều, nhưng mà duy nhất chỉ cho mình một bông, đó chính là một cây sai màu trắng. Đây ạ, xinh không ạ? Rất là đẹp này, cáo màu tím trắng. Đây là chắc là ngày mai nhà em sẽ về thêm rất nhiều cáo đấy, tại vì là mấy ngày hôm nay thì không biết là ở chỗ cả nhà có mưa không, nhưng mà nhà em thì trời mưa rất là nhiều, nên là hàng do là nhà em là đầu nguồn trực tiếp từ những người dân, người ta đi khai thác luôn, nên là khi mà trời mưa như này thì dân người ta không đi tầm được, nên là nhà em cũng không có cáo để bán. Đây ạ, rất nhiều luôn này. Và cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cho mình những cái giò cáo đẹp, giò cáo mà muốn chơi hoa luôn thì có thể liên hệ với em ạ. Nhà em ở trên Cao Bằng, với số hotline của em là 0965 495 087 ạ. Còn bên này chính là địa lan nhà em này, và đang trong quá trình hoàn thành để treo nốt ở bên này luôn. Đó, là đùi gà này. Đây là những cái khóm đùi gà nhà em trồng, là những cái khóm đùi gà mà nhà mình đã những cái mặt hàng mà nó trụi lá, hoặc là những cái mặt hàng mà nó không được đẹp mãi thì nhà em lấy ra vào vườn để ghép. Và đây ạ, đây cả nhà có nhìn thấy không ạ, cây nó rất là sơ xác đúng không ạ, nhưng mà nó rất nhiều thân tơ đang mọc lên rồi đó, rất nhiều thân tơ. Nên là cô chú anh chị khi mà mua hàng rừng thì yên tâm ạ, khi mà chúng ta trồng mà nó bị xuống lá thì không sao, nó sẽ phát triển cho mình rất nhiều thân tơ nữa này. Đó, rất nhiều thân tơ luôn này. Rất nhiều thân tơ đúng không cả nhà? Mặc dù nhìn lá của nó thì chả có lá đâu, nhìn nó rất sơ xác tiêu điều ạ. Đó. Và em sẽ kết thúc video đây ạ. Em xin cảm ơn cả nhà đã xem cái video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại những cái video tiếp theo của nhà em ạ. Cả nhà chia sẻ video để cho các bạn bè của mình cũng biết đến và sưu tầm cho mình những cây lan đẹp, khỏe mà giá cả rất hợp lý. Và đăng ký kênh để nhận thông báo khi mà em cập nhật những cái video cũng như là những cái mặt hàng nhà em hàng ngày ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhé.